Kim Thúy và nhóm thực hiện Giờ Thánh Ca Dâng Chúa Đời Con xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chương trình của chúng ta hôm nay được bảo trợ bởi chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ. Xin cảm ơn chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã ưu ái nâng đỡ chúng tôi một cách rất thiết thực. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc Tết của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Ngài là linh mục linh hướng của Giờ Thánh Ca Dâng Chúa Đời Con. Và giờ đây Kim Thúy mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý ông bà, anh chị em, là linh hướng của chương trình Dâng Chúa Đời Con, chúng tôi đứng ở trong nhà thờ Westminster trước bàn thờ Tổ quốc để gửi tới quý ông bà, anh chị em những ân nhân lời chúc Tết của năm Mậu Tuất. Bao nhiêu năm qua, chương trình Dâng Chúa Đời Con vẫn còn được ở trong cộng đồng của chúng ta là nhờ những ân nhân. Xin Chúa Xuân chúc lành cho những ân nhân, để rồi chương trình Dâng Chúa Đời Con tiếp tục được thực hiện để ca tụng Thiên Chúa. Chúng tôi đặc biệt gửi lời tới, cảm ơn tới quý cơ sở thương mại, anh chị Chư cơ sở Tam Biên, anh chị bác sĩ Trọng Võ và những ân nhân xa gần. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những ân nhân này. Cầu chúc Chúa Xuân đến với chúng ta, đến với đồng bào để mong sớm có ngày bình an và hòa bình để người Việt Nam của chúng ta có thể được mừng xuân một cách tự do, thoải mái và bình an trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi gửi lời chúc Tết tới quý ông bà và anh chị em và cảm ơn quý ông bà và anh chị em, nhất là những ân nhân đã tiếp tục thương yêu để lời chúc tụng của Thiên Chúa vẫn được vang lên qua chương trình Dâng Chúa Đời Con. Xuân ơi xuân lại về, á xuân về, á xuân về. Xuân về hoa lá đẹp tươi, xuân về bao người mừng vui, tung hô Chúa Trời thương ban cho đời mùa xuân năm mới. Con dâng lời cầu nguyện ca tung hô Chúa mùa xuân đã điểm tô cho thế nhân. Dâng lên lòng tin mến, con cứ
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xuân Hồng Ân, một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên do Ngọc Nhung, Kim Phượng, Quỳnh Anh và Vivian trình bày. Để tiếp nối chương trình, Kim Thúy xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Thánh Ân, một sáng tác của nhạc sĩ Dấu Chân do ca sĩ Trần Đình đến từ tiểu bang Oregon trình bày. Kim Thúy mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Hoa ca chào mừng mùa xuân mới, trong nắng ban mai lá hoa tươi rạng ngời, ngân vang khắp trời từng đàn chim ríu rít, đó đây tiếng cười vui rộn ràng trong ngày xuân sang. Muôn người chờ mong một mùa xuân hạnh phúc, tràn chứa yêu thương thắm tươi ân tình người. Xin ơn Chúa Trời độ tràn qua năm tháng, xuân muôn ơn lành cho mọi người sống ấm no bình an. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân, xuân thánh ân đẹp màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an Ngài ban chứa chan cuộc đời. Trong ngày đầu xuân hiệp lòng dâng lên Chúa, muôn khúc tri ân với câu kinh lòng thành. Xin Chúa chúc lành và độ tràn ơn hạnh, thứ tha lỗi lầm để cuộc đời con được đổi mới. Chúa là mùa xuân, mùa hồng ân vinh viễn, dâng Chúa đầy bao nỗi ưu tư muôn phiền, cùng bao nỗi niềm lòng thầm nguyện xin Chúa đói thương hô phù để đời luôn có Chúa xuân tình yêu. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân, xuân thánh ân đẹp màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an Ngài ban chứa chan cuộc đời. Hân hoan cảm mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân, xuân thánh ân đẹp màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an Ngài ban chứa chan cuộc đời. Phúc đức khang an Ngài ban chứa chan cuộc đời. Phúc đức khang an Ngài ban chứa chan cuộc đời. Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Thánh Ân, một sáng tác của nhạc sĩ Dấu Chân do ca sĩ Trần Đình trình bày. Ước mong sao chương trình hôm nay như là một lời mời gọi, một lời nhắc nhở, mùng một Tết cha, nhắc nhở cho chúng ta hãy sắp xếp công ăn việc làm, trường sở để về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết. Nơi quê mới trên đất Hoa Kỳ, chúng ta vẫn luôn giữ được truyền thống gia đình tốt. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây. Muôn hoa sơn hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng. Bao lời chúc xuân vang lừng, những giây phút đầu năm, đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi.
tháng qua màu với bao là những lỗi lầm. Đoàn con nay đợi trong tình Chúa thương rửa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xuân mới gieo vui nhắc tâm hồn hướng lên trời, nguyện luôn trung thành theo đường Chúa đi, để mai sau hưởng xuân vui nước trời. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Năm tháng qua màu với bao là những lỗi lầm, đoàn con nay đợi trong tình Chúa thương rửa cho nên sạch trong như nắng hồng. Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi. Xin Chúa khoan nhân khứng ban hồng phúc tuôn tràn, để khi thêm tuổi thêm lòng mến yêu, thời gian qua niềm tin thêm vững bền. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mừng Xuân Mới, một sáng tác của Linh Mục Hoài Đức và Linh Mục Kim Long do ca sĩ Trần Ngọc trình bày. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Thưa quý vị đang theo dõi giờ Thánh Ca Dâng Chúa Đời Con và trở lại với chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thấm thoát đó mà một năm đã trôi qua, một năm với bao nhiêu hồng ân của Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Trong năm mới này, thưa quý vị, chúng ta hãy phó thác mọi chuyện trong tay Chúa. Nguyện xin Chúa luôn chở che, chỉ lối cho chúng ta, luôn được sáng suốt trong lời nói và việc làm để xứng đáng là con của Chúa. Trong tâm tình này, Kim Thúy xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lễ Dâng Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Dấu Trần với tiếng hát Quỳnh Lê và múa minh họa của các em Jolin, Jose Mary, Jose Pauline và Tina. Kim Thúy mời quý vị thưởng thức sau đây. Thank you.
thưởng thức nhạc phẩm Lễ Dâng Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Dấu Chân với tiếng hát Quỳnh Lê và múa minh họa của các em Jocelyn, Joyce Mary, Joyce Pauline và Tina. Các em thật đáng yêu phải không quý vị? Thưa quý vị, lúc Chúa Giêsu chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng trên cây thánh giá, Ngài đã gửi gấm Đức Mẹ lại cho Thánh Gioan. Này là mẹ con. Từ đó chúng ta biết để được có Chúa chúng ta phải có mẹ. Có mẹ nghĩa là ta có Chúa. Thưa quý vị, trước thềm năm mới, xin dâng lên mẹ gia đình chúng ta, đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin mẹ thương nâng đỡ mỗi ngày trong năm mới này. Xin dâng lên biết bao tâm tình, xin dâng lên mẹ mùa xuân thiên tha, xin dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ mùa xuân mới. Mẹ ơi, xuân này đã đến trên quê hương đất nước Việt Nam, nẻo đường ngập tràn tia nắng ấm, phố phường rộn ràng muôn khúc hát, xuân về gieo hạnh phúc trong tim người. Đất trời rạng sao xuân mới, tung bay muôn nơi cánh hoa xuân nồng. Bao nhiêu vui buồn một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm mẹ thương thứ tha, bên mẹ lòng tràn bao khôn khó, vẫn còn nhọc nhằn trong kiếp sống. Xuân về mà đôi mắt vương lệ sầu. Bên nhau sum vầy ngày xuân chưa tràn, mai vàng ngập muôn lối. Mẹ ơi, con xin phó thác, tháng năm dài chưa biết ngày mai. Có mẹ đồng hành con vững bước, dẫu đường gập ghềnh hay sóng gió, bên mẹ dù gian khó con lo gì. Thưa quý vị,
Nhạc phẩm Dâng Mẹ Mùa Xuân với tiếng hát Vivian, Quỳnh Anh, Ngọc Nhung và Kim Phượng đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta hôm nay. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt 11 năm qua. Trước thềm năm mới, Kim Thúy xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và tràn đầy ơn Thánh Chúa. Và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.